Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải những bài tập trong sách bài tập tiếng Anh 6 English Discovery 6 của Unit 4 từ trang 33 đến trang 36 nha các em. Chúng ta cùng bắt đầu. Bài tập số 1 là nối tranh với các từ tương ứng. A. Ruler là cây thước. B. Whiteboard là cái bảng trắng. C. Projector là cái máy chiếu. D. Eraser là cục tẩy. E. Calculator là máy tính. F. Poster là áp phích treo tường. G. Pencil là bút chì. Và câu H. Pen là bút mực, bút máy. Ở bài tập 2, chúng ta sẽ ghép để tạo ra các danh từ chỉ đồ vật ở trong lớp học. Ta có cụm từ số 1, pencil case là hộp bút. Câu số 2, exercise book là quyển vở bài tập. Câu số 3, textbook là sách giáo khoa đó. Và câu số 4 là sports bag, cái giỏ để đựng đồ thể thao. Ở bài tập số 3, chúng ta sẽ điền vào các câu bên dưới bằng những từ vừa tìm được ở bài 1 và bài 2. Ví dụ câu số 1, write in pencil, nghĩa là hãy viết bằng bút chì đi. Then you can use an eraser if you want to change something. Sau đó bạn có thể dùng cái cục tẩy đó để xóa đi hoặc thay đổi một thứ gì đó. Câu số 2, can we use a calculator in our math test? Chúng em có thể dùng cái máy tính trong cái bài kiểm tra môn toán không cô? Câu số 3, I've got a t-shirt and trainers in my sports bag. Ở trong cái túi đồ thể thao á, tôi có mang theo áo thun và giày thể thao. Câu số 4, don't write in the textbook. Đừng có viết vào quyển sách giáo khoa. Copy the questions into your exercise book. Hãy copy lại những câu hỏi vào trong vở bài tập. Câu số 5, Harry often cleans the whiteboard for the teacher after the lessons. Sau mỗi giờ học thì Harry thường giúp thầy giáo xóa bảng. Câu số 6, there's a poster on our classroom's wall with a map of the world on it. Ở trên tường trong phòng học của lớp tôi có một tấm affix, trên đó nó có bản đồ của thế giới. Câu số 7, I forgot my pencil case with all my pens and pencil. Tôi đã bỏ quên cái hộp bút với tất cả bút chì và bút mực. Can I borrow a pen? Cho tôi mượn một cây bút được không? 8. Our teacher sometimes uses a projector in class. Thỉnh thoảng cô giáo có sử dụng cái máy chiếu ở trong phòng học bởi vì cô muốn chia sẻ những hình ảnh và những cái bài khóa cho chúng tôi. Ở bài 4, điền vào các cái cụm từ để tạo thành những cái môn học ở trường. Ví dụ số 1, art là môn mỹ thuật. Số 2, geography là môn địa lý. Số 3, biology là môn sinh. Số 4, history là môn lịch sử. Số 5, English là tiếng Anh. Số 6, math là môn toán. 7, physics là vật lý. 8, music là âm nhạc. 9, drama là môn diễn xuất. Và số 10, chemistry là môn hóa học. Bài tập số 5 yêu cầu chúng ta tìm ra 8 môn học vừa tìm được ở bài số 4. Ở đây chúng ta nhìn hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo, trên xuống dưới, dưới lên trên nha các em. Và đáp án của cô đó là gồm những từ sau đây. Thứ nhất là art là môn mỹ thuật. Thứ hai, music là âm nhạc. Biology là môn sinh học. Physics, vật lý. Math là môn toán. History là lịch sử. English là tiếng Anh. Và cuối cùng là drama, môn diễn xuất. Bài tập 6 yêu cầu chúng ta nối các cái từ để tạo thành những môn học ở trường. Ví dụ số 1, ta có information technology là môn tin học. Câu 1 đi với D. Câu 2, physical education đi với câu A, đó là môn thể dục. Câu 3, presentation skills, đó là kỹ năng thuyết trình, đi với câu B. Và câu 4 còn lại đi với câu C, PE là môn thể dục luôn, viết tắt. Bài tập số 7 là chọn đáp án đúng. Ví dụ câu số 1 nè, chúng ta học về bản đồ của các nước khác nhau trên thế giới thì đó là môn địa lý, geography. Câu số 2, môn gì mà chúng ta rất là yêu thích máy vi tính thì đó là IT. Câu số 3, chúng ta học về vua chúa và nữ hoàng v.v. thì đó là môn lịch sử và nó rất là chán. Câu số 4, tôi muốn trở thành một diễn viên, vì vậy cái môn diễn xuất là môn yêu thích của tôi. Câu số 5, chúng tôi thường đi nghỉ ở nhiều quốc gia khác nhau cho nên là tiếng Anh là rất cần thiết cho tôi, English. Câu số 6, tôi không thể vẽ, vì vậy môn mỹ thuật là môn mà rất khó đối với tôi, art. Và câu cuối cùng, ba của tôi là một bác sĩ và ông có thể giúp được tôi làm bài tập về nhà môn sinh học, biology. Bài tập 8, chọn đáp án đúng. Ví dụ câu số 1, chọn đáp án B, poster, có nghĩa là trên tường của lớp học bạn có những tấm áp phích hay không. Câu số 2,
Chọn đáp án đó là câu A, textbook, là trong quyển sách địa lý thì có rất là nhiều hình ảnh về những con sông ở châu Phi. Câu số 3, chọn đáp án C, music, nghĩa là trong tiết học nhạc thì chúng ta thỉnh thoảng là chép những cái bài hát vào trong vở tập và hát chúng. Câu số 4, chọn đáp án B, a projector, nghĩa là thầy giáo hướng dẫn cho chúng tôi cách sử dụng máy chiếu trong tiết học kỹ năng thuyết trình. Câu số 5, chọn đáp án A, pencils, nghĩa là tôi thích sử dụng bút chì trong tiết học mỹ thuật bởi vì tôi có thể sửa những cái lỗi sai. Câu số 6, chọn đáp án A, bag, tôi đã bỏ quên cái giỏ đựng đồ thể thao, nó ở trong phòng ngủ ở nhà. Và câu cuối cùng, chọn đáp án C, whiteboard, nếu bạn viết cái cây bút mực mà sai á, ở trên bảng trắng thì bạn không thể nào chùi được. Bài số 9 là điền vào trong email bằng những từ gợi ý ở bên dưới đây. Chào Mia, trường mới của tôi thật là tuyệt và trong cái học kỳ này thì thời khóa biểu cũng không tệ. Số 2, mình điền là lessons, nghĩa là các cái giờ học bắt đầu vào lúc 8 giờ và môn học đầu tiên của sáng thứ hai. Mình điền chỗ số 3 đó là art, là môn mỹ thuật. Bạn biết đấy, tôi rất là thích vẽ. Chúng tôi có môn âm nhạc vào sáng thứ 3. Số 4 mình điền là music và chúng tôi học cách chơi đàn guitar. Thứ tư thì không có ổn lắm bởi vì là chúng tôi học môn thể dục cả buổi chiều. Số 5 mình điền là PE, tôi ghét chơi thể thao và trời thì hay mưa vào thứ tư. Chúng tôi có 3 cái giờ giải lao mỗi ngày, không phải 2 như ở ngôi trường cũ, là một cơ hội tốt để cho tôi có thời gian nói chuyện với bạn bè. Cảm ơn về món quà của bạn, đó thật là một cái hộp bút đẹp. Số 7 mình điền là pencil case, và tôi đã để hết tất cả những cây bút. Và số 8 điền là erasers, là những cục gôm vào trong đó. Tôi còn có một cái máy tính mới nữa. Số 9 mình điền là calculator, để giúp tôi làm bài môn toán, môn học mà tôi không được yêu thích lắm. Số 10 mình điền là subject. Chuyển sang trang 35. Bài tập số 1 là nhìn vào các bức tranh rồi viết thành những câu để nói về thì hiện tại tiếp diễn, sử dụng những động từ ở bên dưới. Ví dụ câu số 1, they are reading, là họ đang đọc sách. Câu số 2, I am crying, tôi đang khóc. Câu số 3, we are laughing, chúng tôi đang cười. Câu số 4, she is doing yoga, cô ấy đang tập yoga. Câu số 5, he is working, anh ấy đang đi bộ. Câu số 6, she is smiling, cô ấy đang cười. Câu số 7, you are listening to music, bạn đang nghe nhạc. Và câu 8, it is sleeping, nó đang ngủ. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta viết dạng viết tắt của những cái động từ ở trong bài số 1 đó. Ví dụ câu số 1, they are là they are. Câu số 2, I am là am. Câu số 3, we are là we are. Câu số 4, she is là she's. Câu số 5, he is là his. Câu số 6, she is là she's. Câu số 7, you are là your. Và câu số 8, it is là it's. Ở bài tập 3, chúng ta sẽ chuyển những câu ở bài tập 1 sang câu phủ định. Ví dụ câu số 1, they aren't reading, họ không có đang đọc sách. Câu số 2, I am not crying, tôi không có đang khóc. Câu số 3, we aren't laughing, chúng tôi không có đang cười. Câu số 4, she isn't doing yoga, cô ấy không có đang tập yoga. Câu 5, he isn't walking, anh ấy không có đang đi bộ. Câu số 6, she isn't smiling, cô ấy không có đang mỉm cười. Câu số 7, you aren't listening to music, bạn không có đang nghe nhạc. Và câu số 8, it isn't sleeping, nó không có đang ngủ. Bài tập số 4, chúng ta sắp xếp các từ để tạo thành những câu hỏi. Ví dụ câu số 1, is it raining, có phải trời đang mưa không? Câu số 2, what are you watching on TV, bạn đang xem gì trên TV? Câu số 3, is your dad working today, hôm nay bố bạn có đi làm không? Câu số 4, are the students doing a test? Học trò có đang làm bài kiểm tra không? Câu số 5, why is Hannah running? Tại sao Hannah lại chạy? Và câu số 6, which subject is your sister studying at university? Chị của bạn học môn gì ở trường đại học? Câu 5 là ta chọn câu hỏi ở bài 4 á, nối với câu trả lời. Ví dụ câu A, because she's late, là bởi vì cô ấy trễ, thì đi với câu hỏi số 5. Câu B, no it isn't, là đi với câu hỏi số 1, trời có mưa không thì trả lời không. Câu C là đi với câu hỏi số 4, yes they are, là học sinh đang làm bài kiểm tra đó. Câu D, a new film, là trả lời cho câu hỏi số 2, bạn đang coi gì trên TV đó. Câu E thì trả lời cho câu hỏi số 6, là chị của bạn đang học cái gì ở trường đại học. Và câu F là đi với câu hỏi số 3, ngày hôm nay bố bạn có đi làm việc không.
Bài tập số 6 chúng ta sẽ hoàn thành cái đoạn hội thoại bằng cái thời hiện tại tiếp diễn của động từ trong ngoặc. Chỗ số 1, what are you doing? Là bạn đang làm gì? Số 2, are you watching TV? Bạn đang coi TV hả? Số 3, trả lời no, I am not, không. Số 4 là I am doing my geography homework. Tôi đang làm bài tập địa lý. It's horrible, thật là khủng khiếp. How about you? Bạn đang làm gì? Số 5, I am not doing any homework. Tôi không có làm bài về nhà. Số 6 là I am listening to some music. Tôi đang nghe nhạc. Số 7 là my mom is cooking dinner. Mẹ tôi đang nấu ăn tối. I'm very hungry. Tôi đói bụng. Số 8, what is she cooking? Cô ấy đang nấu món gì? Sausage là xúc xích. Lovely, I can smell them. Tôi có thể ngửi được mùi. My dad. Số 9 mình điền là is making pancakes. Bố tôi thì đang làm cái món tráng miệng, đó là món bánh khoái. Câu số 10 là I'm feeling hungry now. Tôi cảm thấy đói rồi đây. Chuyển sang bài tập trang 36 nha các em. Phần 1, đó là chúng ta chọn đáp án đúng. Câu số 1, my best friend is called Alice. Người bạn thân của tôi tên là Alice. Câu số 2, it's difficult to get to know people when you move to a new town. Thật là khó để làm quen với những người khi bạn chuyển đến một cái thị trấn mới. Câu số 3, I'm always shy when I meet someone for the first time. Meet someone for the first time nghĩa là gặp ai lần đầu. Và câu số 4 là it's good to make friends with people who like the same things as you. Nghĩa là thật là tốt để kết bạn với những người có cùng sở thích với mình. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta đọc câu chuyện ở bên dưới rồi chọn ra đâu là cái tiêu đề hợp lý. Thì tiêu đề của bài này đó là A Night at Robbie's House. Đó là một buổi tối ở nhà của Robbie. Bài số 3 yêu cầu chúng ta đọc lại nội dung của câu chuyện rồi điền vào những cái chỗ trống với những cái câu từ A đến E và trong này có một câu bị dư ra. Bài số 4 yêu cầu mình tìm lại những từ trong câu chuyện mà nó có mang những nghĩa sau đây. Câu số 1 là bạn làm việc này khi bạn vui hoặc là khi mà bạn thích một điều gì đó. Đó là smile, mỉm cười. Câu số 2, hai học sinh cùng học chung một lớp thì gọi là classmates. Câu số 3, cái gì mà nó không có mở thì nó close. Câu số 4, một cái nơi trong nhà mà có hoa và cây thì đó là garden, khu vườn. Câu số 5, bạn ngủ trong cái này vào ban đêm, đó là bed, cái giường. Câu số 6, khi mà cái điều gì đó làm cho bạn cảm thấy ngạc nhiên hoặc bạn không thể giải thích được thì mình nói nó strange, là kỳ lạ. Ở bài tập cuối cùng, chúng ta sẽ đọc lại câu chuyện và mình đánh dấu tích cho câu đúng, đánh dấu chéo cho câu sai và đánh dấu hỏi cho câu không được nhắc đến trong bài. Câu số 1, Tom với Robbie sống cùng một thị trấn. Cái này trong bài không nói đến cho nên mình đánh dấu hỏi. Câu số 2, Tom với Robbie ở hai cái phòng ngủ khác nhau. Thì trong bài nói hai bạn này đang ở cùng một phòng ngủ, nên câu này là sai. Câu số 3 là trời sắp sáng rồi, thì đúng, trong bài nói gần 1 giờ sáng. Câu số 4, Tom cảm thấy rất ngạc nhiên. Câu số 5 là Robbie đang nói chuyện với Tom. Thì trong bài là Robbie đang ngủ mơ, đang mộng du mà đi nói chuyện cho nên câu này là sai. Câu số 6, Robbie is still sleeping, là Robbie vẫn đang ngủ thì đúng. Vậy là chúng ta vừa giải những bài tập của Unit 4 từ trang 33 đến trang 36 sát bài tập tiếng Anh 6 English Discovery 6. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại trong những video sau. Chào tạm biệt các em.